Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ. Trong chương mục hôm nay, trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin. Tiếp đó là phóng sự thành công bước đầu sau 9 tháng triển khai dự án xây dựng mô hình nhân nuôi và sử dụng nấm xanh phòng trừ dày hại lúa. Trong từng mục mắt nhỏ, chuyên gia của chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình kỹ thuật sản xuất nấm xanh trừ dày hại lúa. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với việc bảo tồn một số chủng vi sinh vật trong phòng chống sâu bệnh hại cây trẻ ở Thái Nguyên do Viện Khoa học Sự sống thuộc Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn được các chủng Bacillus thuringiensis và Aptimonicitis có khả năng kháng được các mầm bệnh hại cây trẻ, từ đó nghiên cứu quy trình lưu trữ bảo tồn các chủng này và chế tạo thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng chống sâu bệnh hại cây trẻ. Tại hội đồng, đại diện cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã trình bày báo cáo thuyết minh nhiệm vụ. Hội đồng đã tiến hành phản biện, phân tích, đóng góp ý kiến đối với nhiệm vụ để phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn khả thi. Căn cứ kết quả chấm điểm của các thành viên, hội đồng đã nhất trí thông qua và đồng ý cho triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng một số giống ổi mới tại Thái Nguyên, dự án do Viện cây lương thực và cây thực phẩm chủ trì. Dự án được triển khai từ tháng 8 năm 2013 tại huyện Phủ Yên, Phú Bình và huyện Đồng Hỷ với quy mô 15 ha, mỗi huyện 5 ha, gồm hai giống ổi, ổi trắng số 1 và ổi trắng số 5 với tổng kinh phí 420 triệu 345 nghìn đồng. Sau 11 tháng thực hiện dự án, quy mô đã đạt được của mô hình trồng ổi là 13,6 ha, đạt trên 90%. Qua kiểm tra thực tế, mô hình tại một số hộ tham gia dự án cho thấy hai giống ổi trắng số 1 và số 5 phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên. Cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 100%, ít sâu bệnh. Hiện tại cây ổi đang trong giai đoạn đầu cho thu quả. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị ban chủ nhiệm dự án tiếp tục triển khai trồng 1,4 hecta còn lại và đảm bảo xây dựng theo quy mô đã phê duyệt đồng thời phối hợp với trạm khuyến nông các huyện, cán bộ kỹ thuật để đôn đốc các hộ tham gia dự án làm cỏ bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình dày hại lúa có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, chất lượng thóc lúa khi thu hoạch. Việc sử dụng thuốc hóa học trừ dày không hiệu quả, hơn nữa gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, vùng trồng lúa và sức khỏe của người dân trực tiếp chăm sóc lúa để tìm hướng tháo gỡ cho bà con nông dân. Tháng 8 năm 2013, Tri Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thái Nguyên đã triển khai dự án thí điểm xây dựng mô hình nhân nuôi và sử dụng chế phẩm nấm xanh phòng trừ dày hại lúa tại diện tích 10 hecta gieo cấy trên địa bàn huyện Đại Từ. Sau một vụ mùa phun thử nghiệm, chế phẩm nấm xanh phòng trừ dày đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Giày gây hại trên lúa gồm hai loại là giày nâu và giày lưng trắng đây là giống bọ gây hại trực tiếp cho cây lúa và là sinh vật truyền virus lùn sọc đen vàng lùn lùn xoắn lá bệnh cỏ lúa vân vân trong nhiều năm qua đã gây tổn thất về năng suất và chất lượng gạo sau thu hoạch việc phòng trừ giày để bảo vệ cho lúa luôn là bài toán khó tìm ra lời giải đối với bà con nông dân trên địa bàn huyện đại Từ, do công thức trừ giày nơi đây chưa thực sự hiệu quả khiến diện tích lúa bị giày tàn phá luôn ở mức cao Thực tế những năm qua cho thấy, công tác phòng trừ dày của bà con nông dân nơi đây chủ yếu dựa vào thuốc hóa học. Điều này đã làm cho cân bằng sinh thái đồng ruộng bị phá vỡ, nguồn nước và môi trường sống bị ô nhiễm nặng, dịch hại có chiều hướng gia tăng. Cụ thể năm 2011, diện tích nhiễm trên 150 ha, năm 2012 diện tích nhiễm trên 160 ha, năm 2013 diện tích nhiễm trên 300 ha. Từ thành công của dự án ứng dụng quy trình sản xuất nấm xanh tại nông hộ để phòng trừ dày hại lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tri Cục Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, thực hiện và xây dựng đề tài dự án, xây dựng mô hình nhân nuôi và sử dụng chế phẩm nấm xanh phòng trừ dày hại lúa tại diện tích 10 ha lúa cho 50 hộ dân của xã Cù Củ Vân và Bản Ngoại huyện Đại Từ. Nếu cái mô hình này được nhân rộng ra thì cái môi trường xã hội và cân bằng sinh thái trên đồng lúa cũng sẽ được trở lại và thông qua đó thì sẽ giảm được cái chi phí về thuốc học cho sản xuất nông nghiệp nói chung và hạn chế được cái sự gây ô nhiễm môi trường và thông qua đó thì không chỉ người nông dân có lợi mà kể cả xã hội cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc sử dụng cái mô hình nấm xanh. Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm. Trong quá trình triển khai dự án, Tri Cục Bảo vệ Thực vật đã và sẽ tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất nấm xanh cho người dân trực tiếp tham gia thí điểm dự án cùng với đó tri cục cũng thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật theo sát quá trình thực hiện dự án để kịp thời có những chỉ dẫn cho người dân trong từng thời điểm sau một vụ lúa dự án được triển khai đã giúp người dân có những đánh giá so sánh ban đầu giữa việc sử dụng nấm xanh và thuốc hóa học như trước đây để trừ dày nếu mà mình sử dụng cái thuốc hóa học thì là nó ô nhiễm môi trường mà nó độc hại nhiều. cái thuốc này là nó phun để nó không độc hại mà nó không phải ngứa, không phải bảo hộ nhiều. Đối với lại các cái hộ mà ở xung quanh cái nơi mà sử dụng cái nấm sinh học này thì cảm nhận của người ta là người ta thấy yên tâm hơn là sử dụng cái thuốc hóa học. Bởi vì là khi sử dụng nấm sinh học thì khi phun là nó không có mùi mà khi sử, sử dụng cái thuốc hóa học ấy, thì nhất là các cái hộ mà gần ruộng thì khi phun là nó cái cái mùi nó phải ảnh hưởng đến phải ít nhất là phải hai ngày thì mới mới, mới hết được mùi. Vụ xuân năm 2014 vừa qua, tại 10 hecta được thử nghiệm, theo những người dân trực tiếp tham gia dự án cho biết, việc đưa chế phẩm nấm xanh vào trừ dày thực sự có tác dụng. Sau lần phun trừ đầu vụ thì dày xuất hiện trở lại rất ít nên đã giảm được số lần công phun thuốc so với việc sử dụng thuốc hóa học trước đây. Cùng với đó là dày không gây hại như trước nên chi phí về giống phục vụ cấy sạm gần như không phải sử dụng đến. Qua cái sử dụng cái nấm xanh để diệt trùng trừ chừ dày nâu thì tôi thấy dày nâu không thấy phát triển, tức là không bị gây hại cho một thửa lúa nào trên cả cánh đồng. 24 hecta và không gây hại cho môi trường. Và cái này là một trong những cái mà nên phát triển để cho nhân dân phát triển rộng để cho nhân dân uh, dày nâu. Chế phẩm nấm xanh có hiệu quả cao đối với dày nâu, bọ xít hại lúa. Đặc biệt chế phẩm này không gây ảnh hưởng tới thiên địch của sâu hại, hệ sinh thái, con người và môi trường. Vì vậy, chế phẩm này rất phù hợp với các mô hình lúa hữu cơ, mô hình lúa cá, lúa tôm. Mặt khác, chi phí về thuốc bảo vệ thực vật ở những ruộng sử dụng nấm xanh trừ dày nâu thấp và năng suất lúa tăng hơn so với các ruộng phun thuốc hóa học. Sau gần 1 phần 2 thời gian thực hiện, dự án đã thu được những thành công bước đầu. Với chức năng là cơ quan quản lý dự án, Sở Khoa học đã có những theo dõi đánh giá đối với tiến trình thực hiện dự án trong thời gian qua. Qua kiểm tra, tra thực tế tại cái mô hình tại hai xã thì cho thấy các hộ nông dân cho đến nay đã nắm chắc được cái quy trình kỹ thuật để sản xuất nấm xanh và cách pha chế chế phẩm sinh học nấm xanh để phòng trừ dày nâu hại lúa và mô hình lúa trong dự án thì cũng sinh trưởng và phát triển tốt và trên các cái thân gốc lúa thì đã xuất hiện cái, cái nấm xanh ký sinh trên con dày và đây là cơ sở để cái nguồn nấm ký sinh trên dày được nhân rộng và tồn tại trên đồng ruộng. Mặc dù còn khá mới mẻ khi đưa vào thử nghiệm tại Thái Nguyên, nhưng trong quá trình triển khai vụ lúa xuân vừa qua, bước đầu đã cho những kết quả tốt. Đây sẽ là cơ sở để dự án có thể nhân rộng đối với việc trừ dày trên diện tích lúa toàn tỉnh, góp phần tạo nên một nền tảng nông nghiệp mang tính bền vững, an toàn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp không có dư lượng thuốc trừ sâu, góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Tiếp theo chương trình trong từng mục mắt nhỏ tuần này, Chuyên gia của chương trình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn quy trình kỹ thuật sản xuất nấm xanh trừ dày hại lúa. Quy trình sản xuất nấm xanh để phòng trừ dày hại lúa thì gồm có các cái bước như sau. Thứ nhất, chúng ta chuẩn bị gạo thì lưu ý lên chọn gạo tấm khô. Bước thứ hai, ta sẽ cho gạo tấm vào ngâm ở trong nước trong thời gian khoảng 40 phút thì sẽ tiến hành vớt ra để ráo khoảng 20 phút. Bước thứ ba là sẽ cho gạo đóng vào các túi PE với trọng lượng là 5 lạng trên một túi dùng dây chun và buộc chặt cái túi nó lại. Bước thứ tư là cho cái các cái túi gạo đã được đóng và đem đi hấp khử trùng. Bước thứ năm sau thời gian hấp khử trùng là 2 tiếng thì sẽ tiến hành vớt ra và sẽ tải ra ngoài và hong cho các cái túi gạo được mát và sóc cho nó tơi gạo ra. Bước thứ sáu là sẽ tiến hành là cấy cái lấm mẹ vào các cái túi gạo. Sau thời gian 2 ngày cấy lấm vào thì chúng ta sẽ lắc đều và mỗi một ngày chúng ta sẽ tiến hành lắc một lần trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày thì lấm sẽ mọc lên và các cái màu nó xanh giống như màu xanh kiểu lông thì tiến hành sử dụng được ra ngoài đồng ruộng. Thông qua những hướng dẫn vừa rồi, chắc hẳn quý vị và các bạn đã có trong mình những kinh nghiệm để sản xuất chế phẩm nấm xanh trừ dày hạn lúa một cách hiệu quả. Chương trình khoa học và công nghệ do Đài Phát Thanh Truyền hình Nguyên và Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.